Vợ ơi, cho anh đi họp lớp nhá. Không biết đâu cả. Ừ, thôi anh cũng chẳng muốn đi đâu. Các bạn anh bảo là vợ xấu thì không phải đi. Anh nói gì cơ? Vợ xấu thì không phải đi. Còn bao nhiêu? 1 triệu. Này. Thôi em không lấy đâu. Cầm lấy, cầm lấy mau. Mai anh đi bằng gì? Anh đi xe ôm. Anh cầm lấy con mẹt này đi cho em. Ôi thôi thôi thôi, anh mặc cái bộ này 7-8 năm rồi, cũ lắm rồi. Bây giờ anh đi xe mẹt chắc người ta nghĩ là anh thuê xe, không cần đâu. Đây, anh cầm cái thẻ này, trong thẻ này có 10 triệu, cầm lấy mà đi mua quần áo. Thôi anh không cần đâu. Cầm lấy, đi đi. Quack. Quack.